chúng ta sẽ đọc một đoạn trong khi chờ thầy Kinh tới. Dạ, xin chị Hồng Nhung hoan hỷ. Dạ, con xin kính mời sư Thanh Tâm có thể làm đầu tàu để cho chúng con đọc bài hôm nay. Dạ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm ạ. Mô Phật, một lần nữa, con xin kính lễ Ba Quan Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tôi xin đọc một, tất cả là Pháp. Pháp được chia làm hai, Pháp Tục Đế, Pháp Chân Đế. Pháp Chân Đế được chia làm hai, Chân Đế Vô Vi, Chân Đế Hữu Vi. Chân Đế Hữu Vi được chia làm hai, Sắc Pháp, Danh Pháp. Danh pháp được chia làm hai, sở hữu tâm, tâm tâm được chia làm hai, tâm siêu thế, tâm hiệp thế. Tâm hiệp thế được chia làm hai, tâm đáo đại, tâm dục giới có tám. Tâm dục giới được chia làm hai, tâm dục giới tịnh hảo, tâm dục giới vô tịnh hảo. Chín, tâm dục giới vô tịnh hảo được chia làm hai, tâm vô nhân, tâm bất thiện. Tâm bất thiện được chia làm ba, tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm tham được chia làm tám, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà vũ hữu trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ, tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ, tâm tham thọ xả hợp tà hữu trợ, tâm tham thọ xả ly tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ ly tà hữu trợ. Tâm sân được chia làm hai, tâm sân thọ ưu hợp khoẩn vô trợ, tâm sân thọ ưu hợp khoẩn hữu trợ. Tâm si được chia làm hai, tâm si thọ xả hợp hoài nghi, tâm si thọ xả hợp phóng dật. Nhân được chia làm hai, tâm quả vô nhân, tâm duy tác vô nhân. Tâm quả vô nhân được chia làm hai, tâm quả bất thiện vô nhân, tâm quả thiện vô nhân được chia làm bảy, tâm nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm tỷ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ quả bất thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi tới đây suy nghĩ, còn tiếp, tâm quả thiện vô nhân được chia làm tám, tâm nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ khổ, tâm thân thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thiệt thức thọ xả quả thiện vô nhân, tâm thân thức thọ lạc quả thiện vô nhân, tâm tiếp thâu thọ xả quả thiện vô nhân, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ hỷ quả thiện vô nhân. 18 tâm duy tác vô nhân được chia làm ba, tâm kháng ngũ môn thọ xả, tâm kháng ý môn thọ xả, tâm ứng cúng vi tiêu thọ hỷ. 19 tâm dục giới tịnh hảo được chia làm ba, tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm quả thiện dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh hảo. 20 tâm thiện dục giới tịnh hảo được chia làm tám, tâm thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí vô trợ, tâm thiện thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm thiện thọ xả ly trí vô trợ, tâm thiện thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm quả dục giới tịnh hảo được chia làm tám, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí vô trợ,
tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm quả xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo được chia làm tám: tâm duy tác thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm duy tác thọ hợp trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả hợp trí hữu trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí vô trợ, tâm duy tác thọ xả ly trí hữu trợ. Dạ, mô Phật sa thú, sa thú cô Kim Nhung. Dạ, mô Phật, tôi thấy thầy Kinh đã đến với lớp học. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào sư Nguyên Thông, kính chào lớp học. Bây giờ rồi mời MC cầm mic để giới thiệu về buổi học hôm nay nha. Rồi, cảm ơn. Sa thú, sa thú, sa thú. Sư Thanh Tâm đã đọc chư pháp hay quá phải không tất cả mọi người? Dạ, con xin kính tri ân sư đã đọc làm đầu tàu cho lớp. Dạ, con thấy bây giờ thầy Kinh đã vào lớp. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy đã làm giảng sư thay thế cho sư pháp tính của ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để thỉnh pháp sư ạ. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pa ga wa to a ra ha to. Dạ, đạo tràng có nghe con lại được chưa ạ? Brahmacaloka thi pa ti sa ham pa ti ka tan cha li an thi wa rang a ya cha tha san ti tha san tam ba ra cha kha cha ti ka đề sê tu thầm măng anu cầm bi măng ba chăng san thầm ma phê rin quỷ nhà dân cha ca giang sùa tân cha bần thân a phi thầm mà chấm măng a cô ta dân tu cha tu san cha đần đăng ba bố tha nầy dê ba ri sa và mân chê ê quang xà hâm bà ti brahma phà ga văn tăng a ya cha tha tuân hi phà huê na tăng bố thu ca ruôn nhê na thi quá xa ya tan ha vuthaya ba de na mi ga da yang ta to ga to ban cha wa ya da yo nai ye a mang ba ye si tham ma to ta to ba phu ti sam bu thu
Sammadesanang Kawasani Desesi Santanang Anthasintakang Tena Satuayo Phante Desetu Thammadesanang Sambhagita Parisaya Anugambhambhikatawe. Nắc mô Bụt Thà Giá, Nắc mô Thầm Mà Giá, Nắc mô Sằng Khà Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính thỉnh thầy kinh và từ bi hoan hỷ có thể đăng đàn để thuyết pháp cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ nguyên như con xin kính dâng mic lại cho thầy kinh nè. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sa Kha Giá. À, kính lễ chư Tôn Đức Tăng trong room và xin chào tất cả quý vị. À, nghe rõ mà, alo. Alo. Rõ không? Rồi, ok. À, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi thấy sư chánh tính phụ cho lớp hôm nay. Thì sẵn vậy thì hôm nay mình học cái bài mình học vi pháp tiếp theo, rồi ngày mai học tiếp theo bài hôm nay nữa, là coi như là mình học trọn bài luôn ha. Rồi kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Arahant samma sambuddho bhagava buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādayami Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi Samma Sambuddhamatulaṃ Sacchadhammakanuttamaṃ Abhivadipāsissaṃ Abhidhammakassaṃ. Dạ, kính lễ chư Phật tăng, kính chào tất cả quý vị. Rồi, hôm nay chúng ta học tiếp bài kỳ rồi là chúng ta học bài gì quá. Hôm nay mình học về bài về nhân ha. Học về nhân. Thì trước học thọ, hôm nay mình học về nhân. Ê, tú sang cái hồ. Rồi. Rồi, trước khi chúng ta đi vào bài học chính thức thì mời thư ký post bài lên để mời tất cả quý vị lên đọc trước để nắm được cái bài sơ lược trước. Và chúng ta sẽ đi vào bài học. Dạ, một ta xin mời quý vị.
Nam mô Bụt Thầy, dạ, Nam mô Tham Mại, dạ, Nam mô Sằng Gai. Dạ. Dạ, con kính mời sư Thanh Tâm và sư Nguyên Thông làm đầu tàu đọc bài trước rồi tụi con đi theo đọc sau ạ. À. Dạ, con kính mời sư Thanh Tâm trước ạ. À. Dạ, mô Phật. Rồi, cảm ơn Kevin, sư Xuân Phong đọc trước. Số 2 là mã hê tú sang gá hô tót yếu về nhân hê tú sang gá hê hê ta vô na má lộ hô đô sô mô hô a lô hô a đô sô a mô hô cha tí chấp bi thà phần pha hoành tí trong phần phối hợp nhân có sáu nhân là tham sân si vô tham vô sân vô si tất thá bành cha đà và ra quý à quá cha nà đi bành cha vinh nhà ná sam bát tít cha ná san tì ra ná vô thá ba ná sa há ná quá sề ná Atha ra ha sa he tu ca chit ta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Se ta ni sa pa ni pi e ka sa ta ti Chitta ni sa he tu ka ne wa. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tattha pi de mo mu hắc chitta ni e ka he tu ka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Se sa ni đa sa A cú xá lá chít tà ní chê quá nhà ná quý nhà ná quý bá chút tà ní đòa đá xá ca mà quá chá ra ná sô phá nà ní chà tí đòa quý xá tí rí hề tú ca chít tà ní 10 loại tâm bất thiện còn lại là 12 loại tâm thuộc thiện, 12 loại tâm thiện thuộc dục giới, ly trí, cộng chung lại là 32, có hai nhân. Đoa đa xá, nhà na sam, ba yút tá, ca ma quát, cha ra, sô pa na ni, chê quá, banh chá, tìm xá, Maha Gata Lô Phút Ta Ra Chít Ta Ni Chà Tí Sát Ta Chá Ta Lì Sá Tí Hè Tú Cá Chít Ta Ni 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 32 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47 có 3 nhân lô phô đô sô cha mô hô cha hê tú as ta cú sa la ta dô a lô pa đô sa sa mô hô cha cú sa la pa ca ta ta tha tham sân si là ba nhân bất thiện cùng thế vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A tú ca tha ra se ca he tú ca re đoà vi sa tí rí he tú ca ma ta sa ta chát ta lý sa tí he tú ca. Nên hiểu rằng
có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Rồi, như vậy là xong ha. Rồi, cảm ơn Châu Nguyễn đã post bài. Rồi, kính chúc quý vị được an vui nha. Châu Nguyễn, Nguyên Như không lên, sư lên nha con. Hai La Mã. Hê tu sân gá hô, toán yếu về nhân. Hê tu sân gá hê hê ta vô, nam a lô phô đô sô mô hô a lô phô, a đô sô a mô hô cha chí cha pi ta pha văn ti. Văn thật thập văn cha đoà, và ra vã. Duy băng cha vinya na sampatik cha na sang tik ra na vô thapana ha sa na ve sa at tha rasa hay tu ka chitta ni na ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ mô hướng tâm, ngũ sông thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm, vị hữu sanh tâm, sê sa sa ba nip bi e ca sát ta ti tít ta ni sa hê tu ca nê. Và tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân tát tha pi đuê mong mô nu hát tít ta ni e ca hê tu ca ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp và chỉ có một nhân. Se sa ni da sa akusala citta ni che vanya na vipayutta ni dua da sa kama vacara sofa sofa na ni cha ti dua visati dui he tu ka citta ni. 12 tâm, 12 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đoa đa sa nha na sampayutta ka ma vacha sopha na ni che va pang chak tim sa mahat gata lo kutta ra chitta ni cha chi sát ta chak ta li sa ti he tu ka chitta ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 32 và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47, có ba nhân. Lô phô đô sô cha mô hô cha hê tu a cú sa la ta ta vô a lô phà đô sa mô hô cha cú sa la và ca ta ta tha tham sân si là ba nhân bất thiện. Cũng thế ấy, vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hê tu cách tha ra sê ca hê tu ca đuê đoa vi sa ti đuê hê tu ca ma ta sát ta chắc ta lý sa hê tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, 2 loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ, 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 có mời Bánh Nhá Ram Sĩ. Dạ, chân thành tri ân chuẩn bị cho lắng tai nghe. Xin mời Bánh Nhá Ram Sĩ. Dạ, Nam Mô Buddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Dạ, con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ sư Nguyên Thông. Con xin kính chào thầy Kinh và con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin trả bài. Dạ, cảm ơn cô chị Châu. Hê tu sang ga hô toát yếu về nhân. Hê tu sang ga hê hê ta hê ta vô na mát đô vô đô sô mô hô a lô vô a đô sô a mô hô cha thí chấp bích đà ba hoàn tí. Trong phần phối hợp về nhân có sáu nhân là tham,
sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tathap panchat dwa ra vachana vi dui panchat vinyana sampaticca chana santi santirana vatthapana hasana vasena athara sa hetu kacittani nama. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Sesa ni sabba ni 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 pi a e kasatta ti citta ni sahetu kau ne wa. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tattha pi duê mô 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 hát hát citta ni e ka he he tu ka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sesa ni đa sa akusala citta ni che va nya na vipa yutta ni dwata dwata dwa dasa kama vacharo ra sopa na ni cha ti dwa vi sa sati dui he tu ka citta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Sesa ni dasa akusala citta ni che va nya na vipayutta ni dwa dwa dasa kama vacchara soba na ni cha ti dwa va sati dui he tu kat các chí tà ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân, 22 tâm có hai nhân. Đó đa sa na na nhà na sampayutta kama vacchara sopana ni che. Ồ, nó mất tiêu rồi. Chê quá bình chá tinh sá má hát gá tá lô cút tá rá chí tá ní chá tí sá tá chá tá lì sá tí hê tú ká chí tá ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47, có 3 nhân. Lô bồ đô số chá mô hồ chá hê tú a cú sa la tà dô tà dô a lô bà đô sa mô hồ chá cú sa la bà dạ dạ ca dạ ca tà tà thà. Tham sân si là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. Có cái đoạn nó bị blank, nhờ chị Châu post lại một lần nữa. Cái đoạn cuối đó, nó bị blank, em thấy bên này. Ahe tu kathara se ka he tu ka dwe dwa vi sati dwi hệ tu cà mata sát ta chất ta li sát thì hệ tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ sao đúng. Con xin kính cảm ơn đạo tràng và cảm ơn chị Châu đã post bài nhìn mặt nha.
Alo, alo ạ. Dạ, xin cảm ơn ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Giá. Con kính lễ, con kính sư Nguyên Thông, con kính chào thầy kinh, kính chào các anh chị trong đạo tràng đọc bài ạ. Hai La Mã, hề tu sằng ga hồ, toát yếu về nhân. Hề tu sằng ga hề, hề ta vô nà ma lộ phổ, đồ sổ mồ hồ a lộ phổ a đồ sổ a mồ hồ. Chà tí chấp bi thà, pha hoàn tí. Trong phần phối hợp về nhân, có sáu nhân là tham, sân, si, vô tham, vô sân, vô si. Tắc tha bành cha đùa, rà quách cha na đuý, bành cha quỳnh nhà na sầm, bát tích cha na sằng tì, ra na vốt, tha ba na ha sa na wa sề, na a thà ra xà hề tu ca chít tà ni nà ma. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Xê xà ni sắp bà ni bi ê ca sát tá tí chít tà ni sa hề tu ca nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tắc thà bi đuề mồ mù hát chít tà ni ê ca hề tu ca ni. Trong những loại, trong những tâm này, trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Sê xà ni đa sa a cu sa la chít tà ni chề qua nhà na quýp ba yút tà ni đòa đa sắc cà mà qua cha ra sổ pha nà ni chà ti đòa quỷ sa ti đùy hề tu ca chít tà ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đòa đa sa nhà na sầm ba yút tất cả mà qua cha ra sổ pha nà ni chề qua bành chất tình sa ma hắc ga ta lồ cút ta ra chi tà ni chà ti sắc ta cha tà lì sa ti hề tu ca chi tà ni. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47, có ba nhân. Lô phổ đồ sổ cha mồ hồ cha hề tu a cu sa là ta dồ a lô phà đồ xà mồ hồ cha cu sa là già cắt tà ta thà tham sân si là ba nhân bất thiện. Cùng thế ấy, vô tham, vô sân và vô si là thiện và vô ký. A hề tu ca thà ra sề ca hề tu ca đề đòa quỳ sa ti đuý hề tu ca ma tà sa ta cha tà li sa ti hề tu ca. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Vậy là xong. Dạ, con đọc xong rồi ạ. Dạ, con xin xuống mic. Cảm ơn Trung Nguyễn đã post bài. Dạ, xin mời Chai Vinater ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, con kính đến lễ sư Thanh Tâm, con kính đến lễ sư Nguyên Thông, con kính chào thầy Kiên và đạo tràng. Dạ, con xin đọc Toán Yêu Về Nhân. Hề tu sằng ga hồ, toán yếu về nhân. Hề tu sằng ga hề, hề ta wo na ma, hề ta wo na ma lo bo do so mo ho a lo bo a do so a mo ho cha ti chấp bi tha ba wan ti. Trong phần phối hợp về nhân có sáu nhân
là tham, sân, si. Vô tham, vô sân và vô si. Tathā pañcadvā ravacchana tuy pañcavinnya na sampatticcana santi sandirana vattapana hasana vasena atha rasa hetu cittani nama. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Se sa ni sa pa ni pi e ka sa ta ti chit ta ni sa he tu ka ne wa. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tathā pitve mo mu ha citta ni e ka he tu ka ni. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Se sa ni tassa akusala citta ni che wa nya. Xin lỗi, che wa nya na vipayut ta ni tòa ta sa kha ma vat cha ra so pa na ni cha ti tòa vi sa ti tùy hệ tu ca chit ta ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Tòa đá xá nhà na sầm bá yút tá khà mà vá chá rá sô bá nà ní chê vá bánh chá tình sá má há gá tá lô kút tá rá chít tá ní chá tí sá tá chá tá lì sá tí hê tú cát chít tá ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thấy cộng chung lại là 47 căn. Lô bồ đô sô cha mồ hồ cha hề tú á cú sá la ta dô á lô bà đô sa mồ hồ cha cú sá la cha cú sá lắp và cá tà Tathā tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thấy ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký. Hề tu cách ta xin lỗi a hề tu cách thà ra sẽ hề tu cả tuệ tòa vì sát tí tùy hề tu cả mata satta satta chatta lisa ti he tuka. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ kính cảm ơn cô Châu Nguyễn đã post bài. Dạ con xin xuống mic.
Dạ, con xin sám hối nãy giờ con nói mà không nó bị rớt mic hay nào con không hay ạ. Dạ, có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn. Dạ, con xin trả bài. Hê tu sàng ga hồ toát yếu nhân. Hê tu sàng ga hê hê ta wô na mát. Lô phô đô sô mô hô a lô phô a mô hô cha tí chấp bi tha phá hoàn tí. Trong phần toát yếu về nhân có sáu nhân là tham sân si vô tham vô sân và vô si. Tất tha bành cha đoà ra quách cháp na điều bành cha huỳnh nha na sầm ba tích cha na sằng tí tí ra na quốc thà ba na ha sa na quá xề na áp thà ra xà hề tu cá chích tà ní na mát. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Xề sa ni bắp, xề sa ni sắp bà ni bí ê, cát sát, tát tích chít, chít tà, ní sa hề, tú cà, nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tất thà bi đòa mồ mù ha chích tà ní ê ca hề tu cà ní. Trong những tâm còn lại đây này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Xề xà ní đa xá á cú xá la chích tà nít chề qua nhà na út ba yút tà ni ni đòa đa sa cà mà qua cha ra sổ pha nà ni tà ti đòa quỳ sa tích đều hệ tu ca chích tà ni. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới ly trí cộng chung lại là 22 có hai nhân. Đà đa xá nà na sầm ba yút ta cà mà qua cá ra sổ pha ni chề qua bằng cha tình sa ma hát ga ta lồ cút ta ra chích tà ni chà ti sát ta chát tà lì sa ti hề tu cà chích tà ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 32 loại tâm thiện và siêu thế cộng chung lại là 47 có ba nhân. Lô phô đồ sổ cha mồ hồ cha hệ tu a cú xa là ta dồ a lô phà đồ xà mồ hồ cú xa la già ca tà tam tát thà tham sân si và ba nhân bất thiện cùng thế ấy vô tham vô sân và vô si là thiện và vô ký a hề tu cát thà ra xề ca hề tu cà bà đuệ đòa quý xà tí tỷ tu cà ma tà sách ta chát tà ly sa ti hề tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có nhân, hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 17 loại có ba nhân. Dạ cảm ơn Châu Nguyễn Phố, xin trao mic lại cho vị kế tiếp. Sa thú Hà đọc bài. Dạ con xin trả bài ngày hôm nay ạ. À.
Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Nguyên Như không ạ? Dạ, sa thú, sa thú. Dạ, chị Nhung ơi, em không biết là Châu chưa post bài hay là tụi em không thấy mà em chưa có thấy bài. Thôi để em kéo xuống để coi. À, Nguyên Như bị nó đá ra đó, thành ra Nguyên Như mất bài hết trơn rồi. Dạ, sa thú em. Nguyên Như bị rớt nữa rồi. Dạ, sa thú. Hai La Mã, hề tú sằng gá hồ, toát yếu về nhân. Hề tú sằng gá hề, hề tá quồ nà má lồ phồ đồ sồ mồ hồ á lồ phồ á đồ sồ á mồ hồ chà tí chấp bí thà phá hoành tí. Trong phần phối hợp về nhân có sáu nhân là tham sân si, vô tham vô sân và vô si. Tháp bành chá đòa rà quách chá ná đuý bành chá huỳnh nhà ná sầm bá tích chá ná sành tỳ rá ná quất tháp bá ná há xá ná quá xề ná ách thà rá xà hề tú cá chích tà ní nà má. Nơi đây có 18 loại tâm không có nhân là ngũ môn hướng tâm, ngũ song thức, tiếp thọ tâm, suy đạt tâm, xác định tâm và tiếu sanh tâm. Xê xà ní sắp bà ní bí ề cá sắp tá tí chít tà ní xá hề tú cà nề quá. Tất cả 71 loại tâm còn lại thì có nhân. Tất thà bí đuề mồ mù chít tà ní ề cá hề tú cà ní. Trong những tâm còn lại này có hai liên hợp với si và chỉ có một nhân. Xê xà ní đá xá á cú xá lá chít tà ní chề quá nhà ná quýt bá dút tà ní đòa đá xá cà mà quá chá rá sồ phá nà ní chà tí đòa quỳ xá tí đuý hề tú cá chít tà ní. 10 loại tâm bất thiện còn lại và 12 loại tâm thiện thuộc dục giới lý trí cộng chung lại là 22, có hai nhân. Đòa đá xá nhà ná sầm bá dút tá cà mà quá chá rá sồ phá nà ní chề quá bành chá tình xá má hắc gá tá lô cút tá rá chích tà ní chà tí sách tá chấp tà lì xá tí tú cá chích tà ní. 12 loại tâm thiện dục giới hợp trí và 35 loại tâm thiền và siêu thế cộng chung lại là 47, có ba nhân. Lô phô đô sô chá mồ hồ chá hề tú á cú xá là tá dồ á lô phà đồ xà mồ hồ chá cú xá là và cá tà tá thà. Tham sân si là ba nhân bất thiện, cùng thế ấy vô tham vô sân vô si là thiện và vô ký. A hề tú cách
thà ra sê cá hề tu cà đuề đòa quỳ sát thí tùy hề tu cà má tà sát tá chất tà lý sát tí hề tu cà. Nên hiểu rằng có 18 loại tâm không có hai loại có một nhân, 22 loại có hai nhân và 47 loại có ba nhân. Dạ, Nguyên Như đã đọc xong. Dạ, Nguyên Như xin tri ân cho Nguyễn đã post bài. Dạ, con xin nhường mic cho đạo tràng ạ. À. Con xin xuống mic ạ. Sa thứ, sa thứ. Dạ. Alo, quý vị nghe rõ không ạ? Rồi, ok, đọc tới đây cũng vừa phải lẽ. Này, tha cho cô thư ký đa tài của mình. Không post bài là bận rộn đủ thứ. Rồi, mất đi làm. Rồi, ok, giờ chúng ta bắt đầu vào học bài. Và hôm nay chúng ta học về nhân phối hợp. Ê, túi xăng có không? Dạ, thư ký ghi nha, nhân phối hợp. Ê, túi xăng có không? Thì trong cái chữ hê tú, hê tú có nghĩa là nhân, hoặc là mình nên hiểu nó một cách rộng rãi hơn, có nghĩa là nó là căn gốc, hay là cội rễ, hay là cội nguồn, hay là hạt giống, hay là nguyên nhân phát sinh, thì kêu là hê tú. Rồi, mình nói hê tú này là mình được chia ra có 6 loại, có 6 loại. Chia hai nhóm, có 6 loại chia hai nhóm. Nhóm A, nhân bất thiện, hai chấm, tham, sân, si. Nhóm B, nhân thiện và vô ký, hai chấm, vô tham, vô sân, vô si. Rồi, như vậy là chúng ta thấy là về nhân nó chia làm 6 loại mà trong nó phân được hai nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm bất thiện, nhóm thứ nhì là thiện mà vô ký nữa. Thứ nhất bất thiện là có là những cái nhân này được xếp vào cái loại là xấu, là ác, là tội lỗi, là được gọi là nhân bất thiện. Thì nó có 3 cái nhân chính, nhân tham, nhân sân và nhân si. Còn cái nhóm B là nhân thiện và vô ký thì có 3 nhân, đối nghịch lại 3 nhân trên, là những loại nhân tốt đẹp, những loại nhân lành, những loại nhân cho quả vui. Đó là vô tham, vô sân và vô si. Rồi là mình chia được như vậy ha. Rồi bây giờ nhân tính theo giới vức. Nhân tính theo giới vức. Nhân tính theo giới vức. Một, dục giới, hai chấm. Dục giới, hai chấm. Rồi chốt loại ai phụ đi, ai phụ cho lẽ nha. Dục với, nha, dục giới, hai chấm. Thư ký đâu rồi? Thư ký nào mới thay đổi lại là phải phân công rõ ràng cho nếu mà cho Nguyễn có kẹt gì thì có cái gì thấy liền ha.
Một là dục giới. Thì trong cái dục giới á, thì quý vị thấy những cái tâm dục giới của mình á, những cái nhóm tâm được gọi là dục giới đó, thì có bao nhiêu nhân? Đây quý vị nó có bao nhiêu nhân? À, hồng nhung 6. Rồi. À, 6. Ai nữa? Nhân mà đang nói nhân chứ đâu nói vô nhân. Đang nói nhân chứ. Quyền Như 9. Còn ai nào? Kevin 6. Mình là làm gì? 9. Rồi, thay quý vị đây là 9 là sao? 6 là sao? Trong đây là 9 là đúng á. 9 là đúng á. À, thì dục giới là chúng ta biết là nói đúng ra là phải có 9. Nhưng mà tại sao 9? Bất thiện, thiện vô ký, có tâm di tác nữa. Còn gì nữa không? Rồi, giờ vô ha, bây giờ mình nói mình ghi ra dục giới có 9 nhân, đúng không? 9 nhân. Dục giới hai chấm có 9 nhân. Ba nhân bất thiện. Đúng không? Ba nhân bất thiện có mặt trong những tâm nào quý vị? Là bất thiện, đúng không? Nó có mặt trong những tâm bất thiện. Rồi. Ba nhân thiện có mặt trong những tâm nào? Ba nhân thiện. Nhân thiện. Rồi, ok. Ba vô ký. Ba vô ký. Ba vô ký. Gì ta? Là gì đó không? Quả. Đúng rồi, đó thì như vậy là dục giới mình có được 9 nhân và ba bất thiện, ba thiện và ba vô ký. À, hiểu cách rõ ràng vậy ha. Không nhân là vô nhân, không nhân là không tính, giờ mình đang tính có nhân mà. Nhân không nhân tính gì? Rồi, ba dục giới có 9 nhân ha, ba thiện, ba bất thiện, ba thiện và ba vô ký. Đúng chưa? Rồi ghi ra đi Mỹ ghi ra luôn để cho thành bài luôn. Dục giới chính nhân ba bất thiện, ba thiện ba vô ký, ghi kịp chưa? Gì đây? Ba vô ký. Ba vô ký có trong tâm di tác, có trong tâm quả nữa. À, được gọi là vô ký, nó có trong tâm quả nữa. Rồi, đó là dục giới. Đúng rồi đó. Rồi, ha. Ký, quả, di tác, quả. Rồi, ghi, quý vị ghi được không? Kiểm không? Rồi, tới số là sắc giới. Nãy mình nói về dục giới, bây giờ mình nói tới sắc giới. Này, sắc giới. Sắc giới có mấy nhân? Alo. Giới sáu nhân, sáu nhân, sáu nhân, ai nào gọi nào
Rồi, sáu nhân là chính xác ha, mà sáu nhân mà là sáu nhân gì mới được, sáu nhân gì mới được. Chính xác, ba nhân thiện và ba nhân vô ký. Đúng rồi, vậy ghi ra ha. Hai sắc giới có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký. Ba vô ký. Rồi, đúng rồi, chính xác ha. Rồi, số 3. Vô sắc giới, hai chấm. Vô sắc giới. Có mấy nhân? Có sáu nhân luôn, cũng vậy luôn ha, cũng ba thiện và ba vô ký luôn, cũng giống như cái vô sắc, giống như sắc giới ha, ba thiện ba vô ký cũng vậy ha. Rồi, ok. Rồi, số 4 là siêu thế. Siêu thế có mấy nhân? Học phải giờ mình phải học tới giờ này đó là phải đua cho lẹ lên, gần theo kịp mấy room kia rồi, giờ room này phải đua cho chép, phải chép lẹ lên chứ, chép lia cái tay vô, tay mình phải là non stop. Rồi vô sắc giới có sáu nhân ra rồi. Rồi giờ tới siêu thế có mấy nhân? Siêu thế sáu nhân rồi, đúng vậy, chính xác, siêu thế có sáu nhân, ba nhân thiện và ba nhân vô ký, chính xác ha. Rồi như vậy là nhân tính theo giới mức mình có dục giới, sắc giới, vô giới và siêu thế đầy đủ, gồm là thành một cái bảng nhân tính theo giới mức ha. Vậy tự làm lại cho nó gọn gàng theo ý của mình ha. Siêu thế có sáu nhân. Thư ký này để người ta đi xong hết trơn mới tới phiên mình. Thư ký này mà mới ra nghề mới ra lò. Thư ký mới ra lò. Được chưa, tiếp theo được chưa? Siêu thế có sáu nhân, siêu thế sáu nhân, ba thiện ba vô ký. Rồi thì như vậy trong cái nhân mà tính theo giới vức á, thì chúng ta có nhất là dục giới thì có chín nhân, dục giới là nhiều nhất ha, có chín nhân, ba bất thiện ba thiện ba vô ký. Sắc giới thì có sáu nhân, ba thiện ba vô ký. Vô sắc giới thì có sáu nhân, ba thiện ba vô ký. Siêu thế cũng có sáu nhân, ba thiện và ba vô ký. Rồi à, đó là nhân có mặt trong những giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế. Kịp chưa, xong chưa? Rồi xuống dọc gì vậy? Ở đâu là gì? Mình như là rối, mình như rối lắm. Đó. Thì nãy là nói rồi, mà dục giới có chín nhân, ba bất thiện ba thiện ba vô ký. Số 2 sắc giới có sáu nhân, ba thiện ba vô ký. Số 3 vô sắc giới có sáu nhân, ba thiện ba vô ký. Số 4 siêu thế có sáu nhân, ba thiện ba vô ký.
đó, vậy đó, đọc cái là phải ghi rẹt 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 liền, lẹ tay tâm chạy nhanh lắm mà. Cái gì bả nhân thiên là gì, siêu thế nè, bả nhân thiện trong tam đạo, trong bốn đạo, bả vô ký quả, bốn đạo quả. Đúng rồi, xong được không? Đó, thì khi mình học lên tới mức độ này là trung cấp, cao cấp, học lẹ lên, học cho lẹ cho mình nghe pháp rồi mình là ngồi thiền mới đắc lẹ được chứ, đắc lẹ, vô lộ định tâm chạy bắt liền cái kịch, chứ giờ mình rề biết chừng nào. Rồi đó, tại tại vì thư ký mới quà quạng nên mới bị kiếm kẹp rồi. Rồi, thư ký chuyên nghiệp lò lẻ lắm, cô cung cấp. Được chưa, xong chưa? Chắc phải đủ chưa? Rồi ha, Nguyên Như xong chưa? Hà xong chưa? Rồi rồi ha, rồi. Dạ, xong chưa? Rồi xuống dòng tiếp theo là ý nghĩa về nhân. À, ý nghĩa về nhân, tức là nhân có ý nghĩa đó. Ý nghĩa về một, nhân tham, nhân tham hai chấm. Nhân tham, tham luyến, tham đắm, tham bụng, tham vọng, tham muốn, tham cầu, tham thái độ, tham muốn, sự tham muốn, chấm 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 chấm. Rồi tôi ký chuyên nghiệp đánh dép dép kịp đi. Tham luyến, thấy chưa? Tham luyến, tham đắm, tham bồng bột, tham luyến, tham đắm, tham bồng bột, tham vọng, tham muốn, tham vọng, tham muốn, tham cầu, tham cầu, tham bồng bột, à, tham bồng bột, tham cầu, thái độ tham muốn, thái độ tham muốn, sự tham muốn, thỏa thích, say mê, quyến luyến, thỏa thích, say mê, quyến luyến, ràng buộc, thỏa thích, say mê, quyến luyến, thỏa thích, say mê, quyến, ràng buộc. Say mê liên ràng buộc, nhiễm đắm, nhiễm đắm, khát vọng, chấm 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 chấm. À, nhiều thứ lắm mà còn nhiều lắm, mấy chục thứ mà bây giờ mình lấy một số để mình biết được
Về cái nhân tham này nó có một cái số ý nghĩa, nhiều cái nó rất là chi tiết ha. À, chẳng hạn như là quyến luyến cũng là nó thuộc về nhân tham, à, dính líu nhiễm nhiễm đắm khát vọng ngã vọng rồi tình thương lưu luyến cái đó, nó nhiều rất là nhiều cái ý nghĩa để nói lên những cái chi tiết về về cái nhân tham này. À, thèm thuồng khát vọng, và có những cái từ chuyên môn này. Ái xâm lâm, ái mật lâm, đủ thứ ước vọng hoài vọng quan lạc, ái dục, ái sắc, ái vô sắc, thứ lắm, rất là nhiều. À, giờ mình chỉ kể một số chút xíu ha, để mình nắm được cái nghĩa. Còn cái gì muốn nghiên cứu thêm nữa thì tìm vô mấy cái chánh tạng để mà coi ha. Rồi đó là số ý nghĩa của cái nhân tham. Rồi số 2 là nhân sân. Nhân sân. Nhân sân. Thái độ phẫn nộ, thái độ phẫn nộ, phản kháng. Phẫn nộ, phản kháng, chống đối, giận dữ, chống đối, giận dữ. Hờn giận, tức giận, hờn giận, tức giận. Nóng nảy, ám hại, nóng nảy, ám hại, sân độc, rồi chấm 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 ha, à, khá nhiều bài báo ý nghĩa của nhân sân, à, nhân sân rất là nhiều ý nghĩa khác nữa, nhiều lắm. Bất bình cũng là bất bình của tâm cũng là người sân ha. À, rồi số 3 là nhân si, nhân si chép kiểu quý vị alo ghé quên kịp không mất vậy. Bỏ bớt cái này, bỏ bớt cái này chứ thôi chép lẹ đọc gồm mấy cái pháp đọc cho loạt cho đã luôn. À, nắm rồi. Rồi nhân đi. Cho thong thả xíu ra, cho thư giãn lại chút xíu. Bỏ lại chưa nhân si sự không hiểu trong khổ, à, cái này là căng ha, cái chỗ này là căng ha. Sự không hiểu trong khổ, nói cái này mình nói khổ 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 chứ mình không hiểu, à, cho nên là si tức là sự không hiểu trong khổ, không hiểu tập khởi của khổ. Không hiểu diệt khổ, không hiểu diệt khổ, không hiểu pháp hành đưa đến diệt khổ. À, tức là đây là nói về tứ diệu đế, tức là sự không hiểu trong khổ, và mình không có, mình còn vô minh, mình không có hiểu thật sự cái thật tính của cái sự khổ như thế nào, mình không hiểu được, rồi mình không hiểu được cái tập khởi là cái nguyên nhân của khổ, tập khởi là cái nguyên nhân sanh ra sự khổ, à, rồi không hiểu rồi diệt khổ, à, đúng rồi lấy, nhưng mà viết cho mình kỹ để mình đọc, mình thấm đọc cái tâm mình nó thấm vô cái pháp, rồi nhiều
vì những người có hồi xưa những vị mà bậc mà trí tuệ gần đọc nghe giảng mấy cái này thôi là nó đắc đạo ha. À, nghe sao là nó đắc rồi, bởi vì thấm vô trong cái dòng tâm thức chúng ta rồi ta thấy được những pháp nó hiện khởi lên. À, cho nên kêu mình, nhưng mà giờ mình sao mình đọc hoài mà không thấy cái đầu mình cũng hơi có vấn đề trí tuệ đó. Hồi xưa tôi nói là sự sự không hiểu trong khổ là đắc bụp 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 ra, giờ mình nói cả triệu lần cũng chưa thấy gì đâu. À, rồi tiếp đến là không hiểu quá khứ. À, tức là mình không có hiểu quá khứ, rồi không hiểu vị lai, rồi không hiểu quá khứ vị lai. À, là không có hiểu về quá khứ. À, không có biết quá khứ ra là sao, trong những nhiều đời nhiều kiếp trước như thế nào là không hiểu được. Đúng rồi, tiếp chứ, không hiểu quá khứ, không hiểu vị lai, không hiểu quá khứ vị lai luôn. Hai đây là quá khứ vị lai, rồi cả hai quá khứ vị lai. Rồi, chúng dòng là không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. Không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. À, tức là mình không hiểu được các cái pháp mà nó duyên với nhau, có những cái tánh mà nó duyên với nhau mà liên tục để nó tương tác sinh ra. À, đó là thập nhị nhân duyên đó. Và mình không có hiểu được, mình đọc mình cũng nghe giảng, mình cũng này kia mà mình thật sự mình không hiểu. Tức là không hiểu các pháp duyên tánh liên quan tương sinh. 12 duyên. À, mình cũng nghe giảng rồi, dụng minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, ngũ duyên sanh, sanh duyên lão tử. Mình cũng nghe rồi mình thuộc dữ lắm, mình học. Mà sao mình nghe hoài rồi không, mình không có không đắc được gì trơn. Đó là nghe cái này xong nghe đắc bộ 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 cho mình nghe hoài. Nghe riết thì giống như là đọc sớ. Rồi đại khái ha. Đó là những cái pháp này mình được nói lên, đó là nhân si, và nó còn nhiều nghĩa khác nữa. À, nhiều nghĩa rất là nhiều. À, thiếu trí, khờ khảo, si mê, si ám cũng vậy. Rồi, vô minh bọc, vô minh phối, vô minh tiều miên, vô minh xâm nhập, vô minh then chốt. Và nó dùng si là căn bất thiện. À, mình đã biết là si là căn bất thiện. À, như vậy. Si mờ mới ám. Khờ khảo cái từ mà nói là cái nhân si này. Si là căn bất thiện, đúng rồi, si căn gốc là đó, là chính nó. Rồi số 4 là nhân vô tham. Nhân vô tham không tham muốn, không tham đắm, không tham muốn, không tham đắm, không luyến, không quyến luyến, không tham ác, không tham ác. Rồi, vô tham là căn thiện. Vô tham là căn thiện. Rồi, số 5, nhân vô sân. Nhân vô sân. Không hờn giận. Không hờn giận, thái độ hài hòa, thái độ hài hòa, sự thân mật, không sân ác,
không sân độc, vô sân là căn thiện, không sân ác, không sân độc, vô sân là căn thiện. Rồi đó là nhân vô sân. Rồi số 6 là nhân vô si, nhân vô si. Rồi trí hiểu sự khổ, trí hiểu sự khổ, trí hiểu tập khởi của khổ, trí hiểu tập khởi của khổ, trí hiểu sự diệt khổ, trí hiểu sự diệt khổ, trí hiểu pháp hành đưa đến sự diệt khổ, trí hiểu pháp hành đưa đến sự diệt khổ. À, tức là nhân vô si, tức là tâm sở trí tuệ, tâm sở tự quyền, là có một cái sự hiểu biết, sự hiểu rõ thấu suốt về sự khổ, nguyên nhân của sự khổ, hiểu rõ sự diệt khổ và hiểu rõ cái con đường hay gọi là pháp hành đưa đến sự diệt khổ. À, tức là tứ diệu đế. Khi mà mình cái nhân vô si mà nó đạt đến một trạng thái này, coi như chúng ta đã thành tựu được cứu cánh, đã chứng đắc được niết bàn ha. Đó là nhân vô si. Rồi ý nghĩa khác nữa là sự hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, hiểu rõ, lựa chọn, cân nhắc, trạch pháp, phân định, khảo sát, phân định, khảo sát, suy xét, nghiên cứu. À, tức là khi nói về những cái pháp mà có liên hệ đến trong cái đời sống mình đó, là có sự hiểu rõ. Khi nào mình có sự hiểu rõ vấn đề, mình có sự lựa chọn, có sự cân nhắc, trạch pháp là trí tuệ đó, có sự phân định, khảo sát, suy xét, nghiên cứu các pháp một cách tỉ mỉ, thì lúc đó chúng ta đang có cái nhân vô si trong đó. Thì như vậy là chúng ta thấy là có những ý nghĩa như vậy. Rồi ý nghĩa về hiểu rõ các pháp liên quan tương sinh, giống như trên là không hiểu mà ở dưới thì mình vô si là hiểu. Rồi hiểu quá khứ, hiểu vị lai, rồi hiểu cả hai, quá khứ và vị lai. Đó là nhân về nhân vô si. Vô si thì mình khai thác được cái nhân vô si này, được trưởng mạnh này, thì lúc đó chúng ta thành tựu được rất là nhiều. Đó là vấn đề mà. Rồi, tới ba nhân vô ký. Ba nhân vô ký. Vô tham, vô sân, vô si. Trong các tâm quả dị thục thiện và tâm duy tác hữu nhân. Đó, ba nhân vô ký. Vô tham, vô sân, vô si. Trong các tâm quả dị thục thiện và các tâm duy tác hữu nhân. À, thì lúc này chúng ta sẽ hiểu là ba cái nhân vô tham, vô sân, vô si á, nó vừa có nghĩa là nhân thiện mà nó vừa có nghĩa là nhân vô ký. Bởi vì khi mà ba nhân này nó có mặt trong những cái tâm quả, tức là tâm quả thiện á, tức là tâm quả gì thực thiện á, thì nó được gọi là nhân vô ký. Bởi vì nó thuộc về tâm quả, nó là nhân nằm trong tâm quả, nó không phải là nhân nằm trong những cái tâm thiện, thì nó được gọi là vô ký. Và trong những cái tâm duy tác, những cái duy tác mà hữu nhân, tức là những tâm duy tác của những bậc A La Hán, trong những tâm thuộc về hữu nhân, tức là duy tác dục giới, duy tác sắc giới, duy tác vô sắc giới,
Thì như vậy đó, đó là cái nhân vô ký được trình bày để chúng ta thấy là trong ý nghĩa của về các nhân nó phát sinh là như vậy. Thì nhân bất thiện, nhân thiện và nhân vô ký như thế nào thì mình đã thấy rõ vấn đề không? Căn vô si là căn thiện. Rồi đúng rồi. Rồi như vậy là chúng ta có được những cái những cái ý nghĩa về nhân, tức là nhân tham là gì, nhân sân là gì, nhân si là gì, nhân vô tham, nhân vô sân, nhân vô si là như thế nào, thì chúng ta đã biết nắm được số ý nghĩa mà để chúng ta có thể đi sâu vào trong cái vấn đề pháp và thực tính trong chính cái nội tâm của mình. Thì chúng ta thấy là bà mặc dầu mình nói mình học về nhân nhân thấy nó có dễ hay xa lạ, nhưng mà thực sự nó nằm ngay trong tâm của mình hết á, nó không đi đâu xa đâu cái gì. Khi mình khởi lên một cái tâm bất thiện thì lúc đó nó sẽ có một nhân hoặc nó sẽ có hai nhân thuộc về nhân biệt. Chẳng hạn như mình khởi lên cái nhân si, khởi lên cái tâm si thì lúc đó chúng ta có mấy nhân cái gì? Khởi lên tâm si thì mình có được mấy nhân? Thì dùng hai nhân rồi ai nữa không? Si một nhân, Nguyên Như một, Châu Nguyễn một, rồi Hồng Nhung sao? Hồng Nhung sao kêu hai? Có một thế chứ sao hai nữa? Tâm si thì chỉ có một nhân là nhân si thì sao có hai đâu? Hà đã mất tiêu rồi. Sao lộn được? Lộn này chết người. Rồi nhân sân, khởi tâm sân là khởi tâm sân chứ tâm sân có mấy nhân? Tâm sân hai nhân, xà thủ là nhân gì? Và nhân tham với nhân si đúng không? Sớt giết ngài đây tham nhân sân với nhân si rồi. Rồi khởi tâm tham lên, mà tâm tham hợp tà thì có mấy nhân, mà tâm tham ly tà thì có mấy nhân, cái gì thì hà tới ba nhân dữ trời. Tâm tham hợp tà có mấy nhân, tâm tham ly tà có mấy nhân? Cũng hai nhân hả? Xà thủ, xà thủ đúng vậy, học thì ly gì đó là vấn đề khác, nhân là vấn đề khác không? Như vậy mình có hai nhân là nhân tham và nhân si. Vậy thì như vậy là tổng kết lực lại rằng chúng ta gom lại là tâm bất thiện có một loại nhân duy nhất là có mặt trong 12 tâm bất thiện, đó là nhân gì quý vị? Một loại nhân có mặt và nhân si chính xác là có mặt đủ trong cả 12 tâm bất thiện ha. Rồi đó là vấn đề mình thấy nó hiện hữu như vậy, và cái nhân này nó là căn, là gốc, là cội rễ của các pháp bất thiện, cho nên nó rất là nguy hiểm ha. Nếu chúng ta không có khéo tác ý mà cứ để nó hiện hữu hoài thì phiền não ghê lắm, nó rất là nguy hiểm. Cho nên đó là mình học về nhân mà có biết cái sự mà quan trọng của nó. Rồi như vậy là chúng ta hôm nay học tới đây cũng vừa phải lẽ ha. Ngày mai mình học tiếp phần phần sau. Mai mình học tiếp về sự phối hợp của tâm và tâm sở về nhân này ha. Như vậy là vừa phải lẽ đúng giờ, nghỉ xa hơi luôn. Học nhiều quá khùng luôn. Mai mình sẽ học tiếp. Rồi, do cái phước báo mà mình học vi pháp hôm nay, nguyện cầu cho tất cả chúng ta đừng bao giờ rơi vào trong bốn đường ác đạo, luôn được sanh làm người trời và sớm chứng đắc đường đạo quả niết bàn. Dạ nam mô Bụt A Di Đà, nam mô A Di Đà, nam mô A Di Đà. Rồi xin trả mic lại cho cô MC nha.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thầy kinh đã giảng dạy cho chúng con bài học hôm nay. Dạ bây giờ con thấy là thời gian cũng là 11 giờ. Nguyên Như xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư Nguyên Thông ạ. Bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba bhuta nuvave nasada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba dhamma nuvave nasada sauti pavantu te bhavatu sabba mangalam rakkhang tu sabba devata sabba sangha nuvave nasada sauti Và văn tu tê, tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sà thụ sà thụ sà thụ. Dạ con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân sư Nguyên Thông đã chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Và bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, Nguyên Như xin kính mời chư vị cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp ạ. Dạ đề qua tà san ti vi ha ra wa ti nu be kha re bo thi kha re ta hình ta hình. Ta tham ma da ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca ron te tha vi ha ra măng da le. Thế ra cha man cha na va ca cha phân ca vô sa ra mi ca da na pa ti u pa sa ca. Ga ma cha de sa ni ga ma cha is sa ra sam ba na phu ta su ki ta pha văn tu te. Cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ka. Ni ya ni kang tham ma wa rang pa tân cha te sam be bi dung kha sa ka ron tu sang kha yang. Tha tu chi rang sa tang tham mô tham man tha ra cha vung ga la sang khô hô tu sa mắc vô. Wa an tha ya cha hi ta ya cha am he rang kha tu san tham mô. Sam be bi tham ma cha ri no vô thân sam ba bu ne ya ma tham ma ri yam ba vê. Đệ tê y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du y đăng nô nha ti năng hô tu su khi ta hoàn tu nha ta du ý đằng quá tám nề buồn nhàn à sa quá khá già quá hằng hồ túa nà gát đề cà lề. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đà quá vạn, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Dạ Nguyên Như xin mời chư vị Phật tử trở lại Rung Nguyên Như Kỳ Viên vào ngày mai, ngày tối thứ sáu và cũng là ngày sáng thứ bảy. Chúng ta lại được học tiếp phần vi diệu pháp với thầy Kinh Minh Lan Đa. Dạ Nguyên Như xin trân trọng kính chào toàn thể chư vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật.